từ lúc em đến, anh hết ô tô nọ đến ô tô kia, hết động cơ nọ đến động cơ kia. Còn con em gái anh nằm đây, anh đã hỏi được câu nào chưa? An ủi được câu nào chưa? Nói cái gì? Em gái ruột của anh vừa bị mẹ chồng tát vào mặt đấy. Anh chịu như thế à? Thế anh phải làm thế nào bây giờ? Hả? Ngày xưa đòi yêu thì cũng yêu bằng được, đòi cưới bằng được. Bây giờ lớn rồi, phải biết chịu trách nhiệm với bản thân mình đi. Này, ngồi dậy nói chuyện xem nào. Ngồi dậy. Nhẹ không nghe. Em đang chán lắm rồi. Em không thể theo những cái nguyên tắc cứng nhắc của anh được. Mày ngồi thẳng dậy đi xem nào. Ngồi dậy. Em đang muốn chết đây. Có ai đối xử với em gái mình con phiền như anh không? Trước kia em cứ nghĩ cứ sống như tử tế, yêu thương mẹ chồng thì có ngày bà động lòng yêu thương lại em. Nhưng mà không phải. Đến bây giờ em sợ về cái nhà đấy. Nhìn thấy bà em muốn phát điên. Thế thì tính giờ ở riêng đi. Tiền nong như thế nào anh sẽ hỗ trợ. Anh tưởng em không nghĩ đến chuyện giờ ở riêng à? Nhưng mà lão Dũng nhà em anh biết rồi đấy. Thì phải nói với nó. Anh Bảo ơi, cứ vào trong đi. Anh ạ. Ừ. Em đến đón San ạ. Cứ vào đi đã. Dạ vâng. Này. Dạ. Xếp gọn vào. À dạ vâng ạ. À, chị Diễm đi vắng hả anh? Ừ. Vợ em đâu rồi ạ? Ngồi đã. À, vâng ạ. Chắc anh cũng biết chuyện rồi ạ. Tôi nói luôn nhá, bố mẹ tôi đẻ ra nó, nuôi nó lớn đến bằng này rồi vẫn chưa đánh nó một lần nào. Tôi là anh trai của nó, tôi cũng chưa để cho một ai động đến một cọng tóc của nó. Dạ, em mong anh hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của gia đình em ạ. Dạ, cả mẹ em và San đều rất nóng tính nên đôi khi khắc khẩu. Nhưng mà em đã nói chuyện với mẹ em rồi ạ. Ờ, sẽ không bao giờ có chuyện như thế này xảy ra nữa đâu ạ. Dạ. Mà thực ra là San nói em rất đúng ạ. Đúng là em hèn thật. Thế nhưng mà tại vì mẹ em... Mẹ cậu cư xử với nó thế nào tôi không quan tâm. Quan tâm là cậu đối xử với nó thế nào ấy. Dạ. Tôi nói thẳng luôn nhá. Sống với nhau được thì sống, mà không sống được thì giải tán. Nhá. Vâng ạ. Nhân đây tôi cũng có 3 việc muốn nói với cậu đây. Thứ nhất, đương nhiên là cha mẹ mình không thể thiếu tôn trọng được. Nhưng nếu như không tìm được tiếng nói chung với nhau thì đi ra ngoài thuê nhà ở riêng. Dạ, vâng ạ, em sẽ cân nhắc về chuyện này ạ. Vấn đề thứ hai này, tính khí của con San ấy thì cậu biết rồi, khoản chịu đựng của nó hơi kém. Cho nên liệu đường mà bảo nhau. Vâng ạ. Đương nhiên là tôi cũng sẽ nhắc nhở thêm. Vâng ạ. Thứ ba ấy, đấy, vào mà tự thuyết phục. Nó về thì về, mà nó ở thì ở. Vâng ạ. Em cảm ơn anh ạ. Thưa ông nhanh lên. Ờ, dạ vâng ạ. À, nẻo. Em xin phép ạ.